những điều du khách tò mò về nước Đức dịp Euro. Đức rộng bao nhiêu? Ngôn ngữ Đức phổ biến top mấy thế giới là một trong những thắc mắc nhiều người hỏi nhất về chủ nhà Euro 2024. Dưới đây là những điều được nhiều khách quốc tế và du học sinh cảm thấy thú vị hoặc đặt câu hỏi nhiều nhất về Đức. Được Đại học Kinh doanh Quốc tế CBS có cơ sở tại ba thành phố Cologne, Mainz và Potsdam tổng hợp lại. Cổ động viên giơ cao cờ Đức tại khu vực Fan Zone ở Hamburg trong một trận đấu Euro 2024. Đức nằm ở đâu? Đức nằm ở Trung Âu, dùng đồng tiền chung Euro từ năm 2002, trước đó là đồng mark. Thủ đô Berlin nằm phía đông bắc đất nước, là điểm đến phổ biến với sinh viên và du khách quốc tế. Quốc gia này chung biên giới với 9 nước gồm Pháp, Luxembourg, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo, Cộng hòa Czech, Hà Lan, Ba Lan. Nước Đức có rộng không? Nước Đức rộng thứ 7 châu Âu với hơn 357.000 km2. Dân số Đức năm 2023 là 84,7 triệu người, top 3 khu vực. Trong đó có 15,3 triệu người nhập cư và đông nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Italy. 30% diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng cây và có hơn 2.100 lâu đài. Thủ đô Berlin, 891 km², rộng hơn Paris, 105.4 km², gần 9 lần và có nhiều cầu hơn Venice. Lâu đài Neuschwanstein, một trong những điểm du lịch hút khách của Đức. Ẩm thực Đức có gì? Đức có 1.500 loại bia với hơn 1.200 nhà máy sản xuất và hơn 5.000 nhãn hiệu, 300 loại bánh mì và 1.000 loại xúc xích. Ở bang Bavaria, bia được coi là thực phẩm. Đức cũng là nơi tổ chức lễ hội bia, Oktoberfest, lớn nhất thế giới, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm ở Munich, nơi cốc bia tiêu chuẩn là 1 lít. Nếu muốn một cốc bia ở Đức, du khách giơ ngón tay cái và giơ ngón kế tiếp để gọi ly thứ hai. Hơn 800 triệu chiếc xúc xích cà ri, currywurst được tiêu thụ mỗi năm tại quốc gia châu Âu này. Món ăn nhẹ phổ biến đến mức có hẳn bảo tàng dành riêng ở Berlin. Thực phẩm xuất khẩu nổi tiếng nhất là dưa cải bắp, xúc xích và bánh quy giòn, bánh quy xoắn. Hầu hết món ăn chính của Đức là từ thịt như lợn, bò, bê hoặc cá. Currywurst, đặc sản nổi tiếng của người Đức. Ngôn ngữ Đức phổ biến ra sao? Tiếng Đức là ngôn ngữ bản địa phổ biến nhất châu Âu. Top 11 các ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới và có 35 phương ngữ khác nhau. Tiếng Đức có nhiều từ không có từ tương đương sang ngôn ngữ khác mà dịch thành cụm từ như Fremdschämen là cảm giác xấu hổ thay cho người khác, hay Fernwehr mang nghĩa cảm giác khao khát sau cuộc phiêu lưu. Tiếng Đức cũng là ngôn ngữ chính thức ở Áo và Liechtenstein, một trong những ngôn ngữ chính ở Thụy Sĩ và Luxembourg. Bóng đá Đức có gì? Hiệp hội bóng đá Đức được gọi là Deutsche Fußballbund hoặc DFB. Đức cũng có nhiều câu lạc bộ được người hâm mộ bóng đá yêu thích nhất thế giới. Giải đấu hàng đầu ở Đức là Bundesliga. Đội tuyển bóng đá Đức đã vô địch 4 kỳ World Cup, trở thành quốc gia thành công thứ 2 tại giải đấu này trên thế giới, sau Brazil 5 lần. Đức 3 lần vô địch Euro. Du khách yêu thích điều gì ở Đức? 65% đường cao tốc không giới hạn tốc độ, được gọi là Autobahn. Đức là quốc gia yêu thích sách và xuất bản khoảng 100.000 đầu sách mỗi năm, là quốc gia có hơn 400 sở thú, 6.500 bảo tàng, hơn 800 nhà hát, gần 9.000 thư viện. Nước uống Fanta được tạo ra tại Đức trong Thế chiến thứ nhì để thay thế Coca-Cola khi đó bị cấm vận. Truyền thống trồng cây thông Noel bắt nguồn từ Đức. Du khách sẽ tìm thấy con đường hẹp nhất thế giới ở thành phố Rötlin. Điểm hẹp nhất của con đường rộng 31 cm. Có nhiều thành phố từng là thủ đô của Đức trước Berlin như Aachen, Regensburg, Frankfurt am Main, Nuremberg, Weimar, Bonn. Ga xe lửa lớn nhất châu Âu nằm ở Berlin. Người Đức chi tiêu khi du lịch quốc tế nhiều thứ ba thế giới vào năm 2023, sau Trung Quốc, 196,5 tỷ đô la Mỹ và Mỹ, 150 tỷ đô la Mỹ với 112 tỷ đô la Mỹ. Được mệnh danh là vùng đất của các nhà thơ và nhà tư tưởng. Người Đức nổi tiếng trong mọi loại hình nghệ thuật, đặc biệt là nhạc cổ điển với các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Brahms, Schumann, Wagner và Beethoven.